đang tiếp diễn từ tháng 7 tới nay. Trên truyền thông cả trong và ngoài nước đã nhiều lần đăng thông tin về những tuyên bố của một số nước lớn. Truyền thông ở trong nước phổ biến cho rằng Trung Quốc bị cộng đồng quốc tế chỉ trích, lên án mạnh mẽ vì hành vi xâm phạm vào vùng biển Việt Nam. Tuy nhiên, trên truyền thông nước ngoài lại cũng có những ý kiến cho rằng Việt Nam hiện nay đang lẻ loi trong cuộc đối đầu với Trung Quốc. Trên tờ The Diplomat mới đây có bài viết với quan điểm như vậy. Tác giả bài báo này phân tích như sau. Việt Nam và Trung Quốc đã tham gia vào một cuộc căng thẳng âm ỉ ở Biển Đông, một vụ căng thẳng không nhận được đủ sự chú ý. Trung Quốc đã được báo cáo là cử tàu khảo sát và ít nhất 4 tàu hải cảnh, còn Việt Nam đối phó bằng việc triển khai các tàu chấp pháp. Theo các tin tức báo chí của Việt Nam được trích dẫn từ Bộ Ngoại giao, vụ căng thẳng này đang diễn ra trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở phía nam Biển Đông kể từ tháng 7. Vùng đặc quyền kinh tế này đã được vẽ phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên. Việt Nam đang thấy mình ở trong một tình thế gay go khi đối mặt với một Trung Quốc quyết đoán mà không có nhiều hỗ trợ từ thế giới bên ngoài. Rắc rối gần đây nhất bắt đầu vào giữa tháng 7 khi người phát ngôn ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tuyên bố rằng nhóm tàu khảo sát địa chất Hải Dương Địa chất số 8 gần đây đã vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở phía nam Biển Đông. Việt Nam khẳng định rằng họ đã nhiều lần giao thiệp với Trung Quốc để phản đối những vi phạm này. Thêm vào đó, Việt Nam đã yêu cầu tất cả các nước lớn thực hiện những nỗ lực để đưa hòa bình và trật tự trở lại trong khu vực này bằng cách nói rằng duy trì trật tự hòa bình và an ninh ở Biển Đông là lợi ích chung của các nước cả trong và ngoài khu vực này. Việt Nam muốn các nước liên quan và cộng đồng quốc tế bảo vệ và duy trì lợi ích chung này. Đến cuối tháng 7, người phát ngôn ngoại giao Việt Nam một lần nữa xác nhận lập trường yêu cầu Trung Quốc ngay lập tức rút mọi tàu thuyền khỏi vùng biển Việt Nam và tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam vì lợi ích quan hệ giữa hai nước và vì hòa bình ổn định khu vực. Việt Nam khẳng định rằng đã giao thiệp với Trung Quốc thông qua nhiều kênh khác nhau. Đặt vấn đề này trước ASEAN hồi cuối tháng 7, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về những diễn biến gần đây trên Biển Đông với các hoạt động của nhóm tàu khảo sát Hải Dương Địa chất số 8 của Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam trên vùng biển này. Ông nói thêm rằng những hành động như vậy đe dọa nghiêm trọng các quyền chính đáng của những quốc gia ven biển, phá hoại lòng tin và làm căng thẳng trầm trọng, do đó gây hại cho hòa bình và ổn định trong khu vực. Điều đáng chú ý là cũng thời gian này, Trung Quốc đã tiếp tục triển khai một dạng thức khác. Tác giả đã nghe các nhà phân tích Việt Nam nói rằng, không giống như trong quá khứ, khi các tàu Trung Quốc ở lại một vài tháng. Lần này Trung Quốc triển khai tàu khảo sát vài tuần rồi rút đi và lại quay trở lại đúng khu vực đó. Đầu tháng 8, người phát ngôn ngoại giao Việt Nam công bố tàu khảo sát Hải Dương Địa chất số 8 đã dừng hoạt động địa chất và rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa phía đông nam Việt Nam. Tuy nhiên, vài ngày sau, người phát ngôn ngoại giao Việt Nam lại phát biểu rằng nhóm tàu khảo sát và một số tàu hộ tống của Trung Quốc đã quay trở lại vùng biển Việt Nam. Việt Nam một lần nữa kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng với tình hình này để duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Trong khi đó, Trung Quốc cũng được báo chí đưa tin là bắt đầu tập trận gần quần đảo Hoàng Sa. Bất chấp các phản đối của Việt Nam, căng thẳng vẫn tiếp diễn và giờ đây đã kéo dài sang tháng thứ ba. Vài ngày trước, Vụ trưởng Vụ Hàng Hải thuộc Ủy ban Biên giới Quốc gia Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Đông trong cuộc phỏng vấn với Vietnam News đã xác nhận rằng tranh cãi là không tránh được trong việc giải thích và thực thi Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, nhưng mọi quốc gia có nghĩa vụ giải quyết những tranh chấp này trong các biện pháp hòa bình như Điều 33 của Hiến chương Liên Hợp Quốc và Điều 279 của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Trung Quốc đã bắt đầu quyết đoán hơn trong khu vực này từ 1-2 năm trở lại đây. Một tháng trước khi căng thẳng với Việt Nam diễn ra, một tàu Trung Quốc đã đâm chìm một tàu đánh cá Philippines ở bãi Cỏ Rong. Trước đó vào tháng 5 năm 2019, một tàu hải cảnh Trung Quốc số hiệu 35111 đã được báo cáo là can thiệp vào hoạt động dầu khí của Malaysia gần bãi Luconia ngoài khơi bang Sarawak. Trong một động thái khác để thúc đẩy yêu sách, Trung Quốc đã tổ chức giải đua thuyền Sinan lần thứ 7 ở đảo Duy Mộng, một trong các đảo ở Hoàng Sa. Trong khi đó, Việt Nam đã giao thiệp với Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nga, Australia
và các nước Ấn Độ-Thái Bình Dương khác. Tuy nhiên, phản ứng của khu vực và toàn cầu với diễn biến này khá im ắng. Malaysia, trong văn bản chính sách đối ngoại mới đây đã nói, Biển Đông nên là một vùng biển hợp tác, liên kết và xây dựng cộng đồng và không đối đầu hay xung đột. Điều này phù hợp với tinh thần khu vực hòa bình, tự do và trung lập. Malaysia sẽ tích cực thúc đẩy tầm nhìn này trong ASEAN. Hơn nữa, trong tuyên bố chung được công bố hôm 27 tháng 8 giữa Malaysia và Việt Nam cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tự kiềm chế, không quân sự hóa và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý quốc tế một cách thiện chí, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các nước ven biển và các quy định pháp luật phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, tránh các hành động có thể leo thang xung đột. Các cường quốc bên ngoài khu vực cũng đã ra những tuyên bố tương tự nhưng không đi quá xa. Phát biểu trước Ủy ban quan hệ đối ngoại Thượng viện Mỹ, David Stilwell, trợ lý ngoại trưởng về Đông Á và Thái Bình Dương nói, thông qua các hành động bất hợp pháp lặp đi lặp lại và quân sự hóa các thực thể tranh chấp, Bắc Kinh đã và đang tiếp tục thực hiện các hành động ngăn chặn các thành viên ASEAN truy cập vào nguồn dự trữ năng lượng có trị giá khoảng 2.500 tỷ đô la. Các cường quốc khác chỉ dừng ở việc nhắc lại tầm quan trọng của tự do hàng hải, chẳng hạn như tuyên bố chung Ấn Độ-Pháp trong chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Ấn Độ Modi gần đây. Trong cuộc hội thảo được tổ chức gần đây về Ấn Độ Dương ở Maldives hôm mùng 3 và mùng 4 tháng 9, nơi có sự tham gia của Thủ tướng Sri Lanka và Ngoại trưởng Singapore, Ngoại trưởng Maldives, cũng đã nhấn mạnh tự do hàng hải, nhưng một lần nữa không đề cập trực tiếp đến Biển Đông. Nhật Bản tỏ ra cứng rắn hơn một chút khi Ngoại trưởng nước này nói rằng Biển Đông là một tuyến đường quan trọng cho Nhật Bản và nhiều nước khác. Nó liên quan trực tiếp đến hòa bình và ổn định trong khu vực và cộng đồng quốc tế, trong đó có Nhật Bản. Cho nên Nhật Bản rất quan tâm đến tình hình ở Biển Đông. Nhật Bản phản đối bất kỳ hành động nào làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông của bất kỳ bên nào. Tương tự như vậy, Ấn Độ nhấn mạnh rằng họ có mối quan tâm đối với hòa bình và ổn định ở khu vực. Ấn Độ kiên trì lập trường tự do hàng hải và hàng không và thương mại tự do trong các vùng biển quốc tế, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Không chắc rằng liệu Việt Nam có nhận được bất kỳ sự hỗ trợ mạnh mẽ nào hơn từ các đối tác ở trong và ngoài khu vực. Cũng không chắc rằng liệu Việt Nam có thể một mình chống lại được Trung Quốc hay không. Bắc Kinh có vẻ như đã dự liệu chính xác rằng họ sẽ không phải lo sợ về bất cứ sự phản đối nào nghiêm trọng và đoàn kết. Thưa quý vị, trên đây là toàn bộ nội dung bài viết trên tờ The Diplomat để chứng minh cho nhận định của tác giả rằng Việt Nam đang phải đối phó với Trung Quốc một mình. Đây không phải là bài báo duy nhất trên truyền thông thế giới đi theo nhận định này. Trước đây, từ ngày 15 tháng 8, trên tờ Geopolitical Monitor, tạm dịch là giám sát địa chính trị, đã có một bài viết với tiêu đề Washington đang ngủ trong khi Trung Quốc tạo sóng ở Biển Đông. Trong bài báo, tác giả có đoạn nhận xét: trong khi Trung Quốc tiếp tục phản đối các hoạt động tự do hàng hải chính đáng của Hải quân Mỹ ở Biển Đông, Nhà Trắng lại chỉ lặng lẽ quan sát trước những hành động gây rối của Bắc Kinh. Dù cho có bao nhiêu ngư dân Việt Nam và Philippines bị thiệt mạng vì bị những tàu dân quân biển Trung Quốc tấn công trên những ngư trường truyền thống của họ đi chăng nữa, Washington cũng có vẻ không quan tâm hay lo lắng vì đó không phải là lợi ích quốc gia của họ. Điều này được chứng minh qua việc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã không đạt được sự đồng ý của hai đảng để đưa dự luật trừng phạt Biển Đông và Hoa Đông ra trước Thượng viện. Dự luật này nhằm trừng phạt Trung Quốc vì các hành vi bất hợp pháp trong yêu sách lãnh thổ. Trong phần kết luận, bài viết này nói, chính quyền Trump đã nói những ngôn từ hùng biện cứng rắn nhưng không đưa ra sáng kiến nào về quyền lực cứng. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là một số ý kiến phân tích trên truyền thông thế giới về tình hình Biển Đông hiện nay. Những phân tích này một lần nữa nói với chúng ta rằng, trong những lúc khó khăn nguy cấp thì trước tiên nên trông đợi vào những điều của mình, chớ nên trông chờ quá nhiều vào những điều của người ngoài. Mặt khác, tờ The Diplomat là báo của Mỹ, tờ Geopolitical Monitor là báo của Canada. Những tờ báo phương Tây này còn thấy sự im lặng và phản ứng không thực chất của Mỹ và các nước lớn khác như vậy, thì người Việt Nam chớ nên ảo tưởng trông đợi quá nhiều vào ngoại lực. Chương trình hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.